Thưa quý vị, tình hình mưa lũ tại miền Trung ngày một trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Mưa lớn nước dâng cao kèm theo sạt lở đất khiến một thị trấn tại Nghệ An đã bị cô lập. Nước tràn ngập tầng 1 của các nhà dân khiến cho nhiều tài sản bị vùi lấp và không kịp trở tay. Sáng ngày 27 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, ông Lê Văn Toan cho biết, mưa lớn cộng với việc sạt lở đất trên địa bàn khiến nhiều nơi bị ngập nặng. Một số nhà dân đã bị thiệt hại khá nặng nề hàng chục bản làng ở huyện Quỳ Châu Nghệ An bất ngờ bị nước đổ về nhanh, dâng cao đột ngột khiến người dân không kịp trở tay. Ông Toàn thông tin, một trận sạt lở đất xảy ra tại bản Kẻ Can vào khoảng 1 đến 2 giờ sáng ngày 27 tháng 9 khiến ba nhà dân bị vùi lấp. Rất may có hơn 10 người trong ba nhà này may mắn thoát nạn ra ngoài an toàn. Ông Toàn cho biết thêm, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành hỗ trợ bà con di rời đồ đạc những nơi bị ngập. Con số thiệt hại vẫn đang được thống kê. Chị Hoài Thanh, người dân hiện trú tại bản Hợp Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu cho hay, nước lên nhanh khiến người dân trong bản trở tay không kịp. Nhiều nhà chỉ kịp sơ tán người lên chỗ cao giáo, còn đồ đạc thì bị ngập hết, mọi sinh hoạt đang bị đảo lộn hoàn toàn. Bên cạnh đó, cô Nguyễn Thị Xuân, hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Tiến Thắng, huyện Quỳ Châu chia sẻ, mưa lớn, nước về quá nhanh đã khiến nhiều địa phương bị cô lập trong biển nước. Tuyến quốc lộ 48 qua thị trấn Tân Lạc bị ngập và sạt lở hai đầu trục chính vào huyện Quỳ Châu. Toàn bộ thị trấn Tân Lạc đang bị cô lập vì sạt lở đất và nước ngập ở trên tuyến quốc lộ 48. Mọi người ở trong thị trấn không thể đi vào huyện Quế Phong và cũng không thể đi xuống huyện Quỳ Hợp. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu, có 46 hộ dân tại thị trấn Tân Lạc. Hàng chục bản làng ở xã Châu Tiến, Châu Hạnh, Châu Bình, Châu Phong, Châu Thắng bị ngập cục bộ. Quốc lộ 48A qua địa bàn thị trấn Tân Lạc bị ngập nặng gây ách tắc. Một số điểm ở dốc bù bài trên quốc lộ 48 bị sạt lở. Bên cạnh đó, tất cả các cầu tràn trên địa bàn đều đã bị ngập, gây chia cắt. Tại xã Châu Thắng và Châu Tiến, hiện các trường mầm non, tiểu học, trụ sở ủy ban nhân dân xã đã bị ngập, khiến mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn. Thông tin từ ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Trương cho biết, mưa lớn khiến nước sông ao hồ trên địa bàn dâng cao và nhiều tuyến đường bị chia cắt. Xóm Mỹ Lương có hơn 350 hộ dân bị cô lập, hàng chục nhà dân bị nước tràn vào. Ngoài ra, trên các khe suối có cầu tràn ghi nhận 6 điểm nước dâng cao, người và phương tiện không qua lại được như cầu tràn xóm truyền xã Hạnh Lâm, đường vào mỏ đá Thanh Ngọc, cầu tràn thôn Thủy Hòa, cầu tràn thôn Thủy Sơn xã Thanh Thủy, cầu tạm đang thi công đi tổng đội xã Thanh Đức, đường cầu khe sắn xã Thanh Mỹ. Mưa lũ cũng khiến 40 mét tường rào trạm y tế xã Thanh Dương bị đổ, sập một cầu dân sinh ở xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho của huyện Thanh Trương. Người dân tại khu vực này phải treo thuyền để di chuyển quang cảnh xung quanh giờ đây chỉ toàn là nước bao vây. Mỗi mùa lũ đến, người dân miền Trung lại lao đao để chống trọ với ngập lụt. Hy vọng rằng trận lũ năm nay, người dân sẽ giảm thiểu được tối đa những thiệt hại về người. Đồng thời, lực lượng chức năng địa phương cần lên những phương án cần thiết để bà con vượt qua mùa lũ an toàn. Thời tiết mưa kèm theo gió lớn không chỉ ảnh hưởng đến nhiều tỉnh miền Trung, mà tại Bắc Bộ cũng có nhiều địa phương bị ảnh hưởng không nhỏ. Cụ thể tại làng trài cửa vạn thành phố Hạ Long, mưa gió đã khiến cho một ngôi nhà gỗ tại khu nhà bảo tồn lớp học nổi ở làng trài này bị nghiêng và gần như chìm xuống biển. Ngày 27 tháng 9, Phó trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long, ông Nguyễn Trung Hậu cho biết, ngôi nhà gỗ bị nghiêng và chìm một nửa sau xuống mặt nước. Phần hiên và cửa ngôi nhà hướng lên trời để lộ rõ ra hệ thống nâng đỡ và phần gỗ đã mục nát từ lâu. Với hiện trạng như vậy, ngôi nhà gỗ này không thể trùng tu lại được. Cũng theo ông Hậu, vào hôm qua sau khi có thông tin đã cho lực lượng chức năng chụp ảnh lại lập biên bản và tháo rỡ ngôi nhà để tránh chìm hết xuống biển toàn bộ phương án sửa chữa nhà bảo tồn này đang được lập phương án báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh để xin vốn sửa chữa ông hậu nói đây là chuyện lặt vặt sau khi hết mưa chúng tôi sẽ cho tháo rỡ ngôi nhà gỗ này theo những ngư dân hoạt động quanh khu vực làng trài cửa vạn một trong những làng trài được mệnh danh là đẹp nhất thế giới khu bảo tồn lớp học đã bị lật dốc ngược hẳn xuống biển mấy hôm nay Mấy tháng trước hạng mục này chỉ hơi nghiêng và một phần bị nước biển tràn vào, nhưng đến nay thì đã bị lật nghiêng, nhìn rõ phần móng của khu bảo tồn lớp học, nơi trước đây là lớp học của trẻ em làng trài. Cuối tháng 3 vừa qua, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel Leisure cũng đã đề xuất top 16 thị trấn ven biển xinh đẹp nhất thế giới, trong đó có làng trài cửa vạn của Việt Nam. Đây không phải là lần đầu làng trài cửa vạn được truyền thông quốc tế vinh danh. Thưa quý vị, Nghệ An là một trong những địa bàn trọng điểm về mưa lũ, bước đầu gây mưa lớn diện rộng. Các đơn vị lực lượng vũ trang, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị kỹ càng lực lượng, phương tiện, sẵn sàng các biện pháp nhằm ứng phó hiệu quả với các tình huống xảy ra. Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An là địa bàn có nhiều hồ đập, đặc biệt là hồ Vực Mấu, là hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh này. Khi có lượng mưa lớn và dài ngày, nước từ thượng nguồn đổ về, cộng với hồ đập xả tràn, thị xã Hoàng Mai thường xảy ra ngập lụt cục bộ. Năm 2022, một số địa bàn dọc sông Mai Giang như Quỳnh Thiện, Mai Hùng, Quỳnh Vinh, Quỳnh Dị, Quỳnh Trang bị ngập nặng. Trung tá Nguyễn Hồng Anh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Hoàng Mai cho biết, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã chủ động xây dựng kiện toàn các kế hoạch liên quan đến chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đơn vị đã tiến hành ký kết phối hợp với một số đơn vị trên địa bàn như Lữ đoàn 215, Bộ Tư lệnh tăng thiết giáp, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, ký kết với các công ty như Nhà máy xi măng Hoàng Mai, Công ty tôn Hoa Sen về phối hợp phòng chống thiên tai. Theo đó, trong trường hợp có mưa lũ xảy ra, Lực lượng bộ đội thường trực sẽ phối hợp với các đơn vị này để tăng cường lực lượng hỗ trợ thêm phương tiện ứng phó. Một trong những khó khăn trong hoạt động phòng chống mưa lũ đó là phương tiện còn thô sơ. Ở thị xã Hoàng Mai hiện nay chỉ mới được cấp một chiếc dùng máy công suất nhỏ, chỉ đủ để thực hiện công tác tuần tra chứ không đáp ứng được nhu cầu để ứng cứu người gặp nạn, chuyên chở đồ dùng tiếp tế. Các phương tiện dùng để hộ đê như máy múc, máy ủi chưa có. Vì thế tại các phường xã đã chủ động phối hợp các hộ dân có phương tiện để điều động khi có yêu cầu. Được biết thì xã Hoàng Mai đã chủ động phòng chống mưa lũ từ rất sớm. Khi tổ chức huấn luyện dân quân, xã phường, ban chỉ huy quân sự thị xã Hoàng Mai kết hợp với các đơn vị huấn luyện, phối hợp với nhân dân tổ chức khơi thông canh mương, giúp đỡ một số trường học chủ động các biện pháp phòng chống mưa lũ như chằng néo trụ sở trường học, gia cố đường giao thông. Phường Quỳnh Thiện là vùng trũng nhất của thị xã Hoàng Mai, có 9 km quốc lộ 1A đi qua. Khi mưa lớn dài ngày, các hồ đập xả tràn, nước không thoát kịp, địa bàn phường sẽ ngập từ 0,8 đến 1 mét, hầu như các đoạn đường không thể lưu thông. Đồng chí Trần Đăng Chín, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Quỳnh Thiện cho biết, ngay từ đầu tháng 8, lực lượng dân quân của 10 khối phố với 133 đồng chí hàng tuần phối hợp với các lực lượng đoàn thể của địa phương tổ chức ngày Chủ nhật xanh, vừa làm sạch khối phố, vừa khơi thông canh mương, cống rãnh để chủ động phòng chống mưa lũ. Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An có 8 xã nằm dọc theo đê sông Lam, cơ bản là vùng trũng, khi mưa lớn, nước sông dâng cao, không thoát nước kịp nên gây lũ lụt. Đặc biệt có 4 xã trọng điểm ngập lụt, xã Châu Nhân, Hưng Lợi, Hưng Thành, Xuân Lam. Căn cứ tình hình địa bàn, hàng năm Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu cho huyện thành lập Ban Chỉ đạo, chia theo cụm, mỗi cụm 4 xã, phân công nhiệm vụ cụ thể. Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hưng Nguyên thường xuyên ra soát các địa điểm sung yếu như đê kè, cầu cống, các điểm nguy cơ sạt lở. Mới đây đơn vị đã tổ chức kiểm tra tuyến đê kênh thấp tại xã Hưng Đạo đã xảy ra vỡ đê trong đêm vào năm 2022. Thượng tá Nguyễn Văn Hướng, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Hưng Nguyên nói, trong năm huyện Hưng Nguyên đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho quân và dân xã Hưng Lợi, thực hành các tình huống tìm kiếm cứu nạn trên sông, di rời dân ra khỏi vùng ngập lụt, tập huấn các kỹ năng phòng chống mưa lũ như lái tàu xuống cao tốc, sơ cứu người bị nạn trong kho vật chất, huấn luyện, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã. Các vật chất như xuồng máy, thuyền cứu sinh, áo phao, phao cứu sinh được sắp xếp gọn gàng, chính quy, sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Các phương tiện thường xuyên được bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Đồng chí Lê Ngọc Lâm, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Hưng Lợi cho biết, đặc thù của xã có hơn 400 hộ dân sinh sống phía ngoài đê. Tâm lý người dân vẫn là nước đến chân mới nhảy, Do vậy cứ đến mùa mưa lũ, khó khăn nhất vẫn là việc vận động tuyên truyền người dân sơ tán. Chúng tôi đã được diễn tập các phương án phòng chống mưa lũ sát với thực tế địa bàn, nên khi có tình huống, các lực lượng sẽ cơ động và xử lý được nhanh. Trong những ngày này, thời tiết tại Nghệ An có mưa to đến rất to. Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, đặc biệt là bộ đội thường trực, dân quân tự vệ đang phát huy vai trò tại chỗ của mình, chủ động các biện pháp phòng chống mưa lũ, kịp thời nắm bắt tình hình, giúp đỡ nhân dân khi có tình huống xảy ra. Không chỉ tại Nghệ An, mưa lớn những ngày qua khiến một số nhà dân ở vùng trũng bị ngập trong đêm. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di rời đến nơi an toàn. Nước lũ trên các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Bình đang dâng cao, khiến nhiều địa phương bị chia cắt, người dân di rời tài sản trong đêm. Sáng 26 tháng 9, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, hiện trên tuyến biên giới nhiều điểm bị ngập, một số địa phương bị chia cắt do nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Theo đó, trên địa bàn các huyện biên giới Quảng Bình đang có mưa vừa, mực nước các sông suối dần dâng cao. Khu vực đường vào các bản Dốc Mây, bản Trung Sơn, bản Pờ Loang, bản Rìn Rìn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, nước dâng cao từ 0,4 đến 0,8 mét, gây chia cắt 4 bản này với trung tâm xã. Tại khu vực ngầm qua các bản Cồn Roang, Cà Rồng Một và Khe Rung, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, nước ngập sâu từ 0,7 đến 1 mét, gây chia cắt cục bộ, người phương tiện không qua lại được. Còn tại huyện Minh Hóa, ngầm Ca Ai, Ca Định, xã Sơn Hóa, nước ngập cao từ 1 đến 1,5 m người và phương tiện không qua lại được, chưa cắt một phần bản ca ai và toàn bộ bản tà Hà Nông. Tại xã Sơn Hóa, huyện Minh Hóa, mưa lớn từ đêm qua đến sáng ngày 26 tháng 9 khiến nước sông suối trên địa bàn dâng cao, một số nhà dân ở vùng trũng thấp bị ngập. Ngay trong đêm 25 tháng 9, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị ngập, kê cao đồ đạc, di rời đến nơi an toàn. Trước đó, địa phương này cũng di rời một số hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Nhiều nơi bị nước dâng cao, các con đường bị chia cắt, một số nơi xuất hiện sạt lở gây ách tắc giao thông. Mưa lớn từ đêm qua đến sáng ngày 26 tháng 9 cũng khiến mực nước sông suối trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dâng cao. Sáng 26 tháng 9, một số cầu tràn qua sông Ngàn Sâu thuộc các xã Hương Trạch, Hương Đô, huyện Hương Khê và một số tuyến đường dân sinh đã bị ngập cục bộ. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cho Lo cử cán bộ chiến sĩ khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập cảnh báo và thông báo cho công ty quản lý đường bộ nhanh chóng khắc phục điểm sạt lở. Hiện tại các vị trí nguy hiểm, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng đã triển khai lực lượng túc trực, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, ngăn không để người dân qua lại các ngầm tràn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đề nghị các ngành địa phương, đơn vị tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. Các địa phương kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Chủ động sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn. Mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông cơ sở hạ tầng. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển. Theo tin của Đài khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh dự báo, từ nay đến ngày 28 tháng 9, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm một đợt, có nơi trên 350 mm một đợt. Thưa quý vị, theo dự báo thì các tỉnh miền Trung trong những ngày tới sẽ có đợt mưa lớn kéo dài. Trước tình hình trên, các địa phương đã chủ động triển khai biện pháp ứng phó trước những ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Tình hình thời tiết cực đoan có thể xảy ra ảnh hưởng đến đời sống người dân nơi đây. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị có thể sắp xếp lịch trình di chuyển và kế hoạch phù hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!